Nếu tay tôi chẳng bao giờ buông, tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay. Chưa được về. Sao mình mày được về? Sao mày được về? Em chưa đủ tuổi. Đó, chưa đủ tuổi cho về. Em nói cho em về. Vừa anh Hiếu đi đoán rồi à? Không, mày ai lên nói chuyện mày xong mày được về à? Nhà người nhà em. Ông. Có được đi đoán không vậy? Em Hoàng bao giờ cũng được về? Hả? Hoàng bao giờ được đâu? Anh em đi Hoàng chắc phải một hôm nữa, mai hôm ngày kia rồi đấy. Nhưng anh em trong đấy có thiếu gì không? Hả? Anh em trong đấy có thiếu gì không? Thiếu gì đâu. Đáng khỏe không? Ủa anh em trong đấy ăn uống như nào? Ăn uống bình thường. Kiếm tiền gì vậy? Kiếm tiền. Mày đặt nhiều tiền đi. Đặt nhiều, hôm nay thua nhưng mà đặt. Hôm nay bị mất tiền kia nên là đặt. Ăn húp luôn. Đến 2 chú giờ. Được chưa? Đủ đi ăn luôn. Đấy, ok. Anh em nhớ đây con game Cao Huy anh em ạ. Đấy, đây là quay xong chính game game thì Huy bắt cả một cái thể sử game này bầu cua đỏ đen này. Ê, nó hổ đá bom rất nhiều game mình vừa chơi con game nó hổ anh em ạ. Đây phần là tiền là sức thông thể thao vô vây sao vây vì thông vây. Kiểu anh kia với kia nhau bằng nhổ nạp mình hay là sức thông nhanh anh em ạ. Đây skin này báo danh này. Con linh báo danh là một cái bài sức thông thể thao sức thông thể thao. Các bạn đóng kết quả nhau một thức quân thì chúng ta lùi xuống lại mình xem kết quân anh em nhớ. Đấy, hôm nay là phần đôi thắng này. Linh tầm 1 tầm 1 anh em chưa gọi là thêm tài khoản chỗ nào của anh em sẽ tài khoản nhà sức thông thể thao. Anh em nhớ tải về chơi trải nghiệm của mình anh em ạ. Kiếm tiền, mua quần áo Tết thôi anh em ơi. Chả biết. Dọn xong phát nó cũng chạy ra đây. Chán quá. Anh không về à? Dọn xong anh em không thấy anh đâu. Anh ra đây ngồi, anh ngồi buồn gì đây? Đang bảo đủ anh ra chỗ nào ngồi đỡ buồn. Thôi anh không phải khóc đâu. Có thuốc không? Thôi anh đừng đưa anh hút thuốc nữa. Thôi anh không hút. Ở đây. Tao không cho anh hút. Cho anh xin điếu. Không. Giờ anh chuyện đã như thế rồi anh hút thuốc cũng giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ anh buồn. Anh thấy cả nhà có ai vui đâu. Nhà giờ động với mấy anh em mình thôi. À đây, đi nè. Tối ở đây à? Lâu kinh nghiệm. Ôn năm được về đây. Hoàng đâu? Anh Hoàng chưa được về. Sao mình mày được về? Sao mày được về? Em chưa được tuổi. Đó, chưa được tuổi cho về. Em nói cho em về. Vừa anh Hiếu đi đoán rồi à? Không, mày ai lên nói chuyện mày xong mày được về à? Nhà, người nhà em. Ông. Có được đi đoán không vậy? Em Hoàng bao giờ cũng được về? Hả? Hoàng bao giờ được đâu? Anh em đi. Hoàng chắc phải một hôm nữa, mai hôm ngày kia rồi đấy. Nhưng anh em trong đấy có thiếu gì không? Hả? Anh em trong đấy có thiếu gì không? Thiếu gì đâu, đáng khỏe không? Ủa anh em trong đấy ăn uống như nào? Ăn uống bình thường. Chẳng qua là làm ngủ hơi lạnh thôi. May vào đây bị đánh. Vào đây không bị đánh. Nó đang điều tra nên không bị đánh. Mấy anh em đang ngồi no mày với anh Hoàng đây. Buồn vãi. Nhà anh giờ như kiểu chùa. Không về nhà ngồi đây làm gì cho mình rét. Không về nhà, anh không phải là ngồi đây. Đấy, anh em đang ở nhà vừa dọn xong không thấy anh Đạt đâu, anh chạy đây anh ấy buồn gì. Anh Hoàng chắc mai và ngày kia và chờ bố lên ấy xong rồi về mà. Chờ ngươi bảo đánh về à? Bố đang đi xoay tiền mà. Thế bây giờ cần người lớn để bảo đánh mang tiền lên chuộc đúng không? May vào đấy nó không đánh là may rồi. Đúng rồi, may không đánh nhưng mà ngủ thì nó lạnh thôi. Ngủ thì làm dưới đất mà. Ngủ thì làm dưới đất mà. Thôi cố mấy hôm được. Tao đứng nhận đang nhìn với mày tưởng đéo nhìn với hàng đâu nữa. Tưởng hàng về luôn. Thôi rồi mà. Tôi một thằng về là cũng mừng rồi. Ở trong ấy không anh ạ, không thiếu gì đâu. Mày cứ nói thật đi, thiếu để anh em gửi thêm vào cho anh Hoàng. Không thiếu gì, ở đấy con vẫn đầy đồ ăn mà. Đây giờ có mày ở trong đấy thì anh em mới biết. Nhà nó đã không ăn uống như gì trong rồi, giờ vào trong đấy. Có một ông công an, ông tốt, ông hay lấy cơm cho anh em ăn. Thế cũng được. Thì có một ông tốt rồi thôi. Còn mấy ông kia. Mấy ông kia cục gì? Cục mà chửi bọn em suốt ngày. Có một ông suốt ngày nói chuyện bọn em thôi. Thế là may đấy. Tính thằng Hoàng nó đã ấy. Chắc là mai Hoàng về rồi. Nhưng vừa lên đéo gặp được xử kia. Về thì cho ngay xử đây. Vừa lên đéo được gặp thằng kia.
gà sao được, đây có thằng Long cũng chưa đủ tuổi, nó không làm việc được thì nó cho về. Đi thằng Long mà đứng ở ngoài cổng rồi. Các bạn đi coi cổng luôn. Chán vậy chưa? Hả? Chán thoại em có mang đi đâu? Đấy. Thu hết điện thoại à? Nó không cầm đi. Em không cầm đi. Long cầm điện thoại đi, có anh Hoàng cầm thì nó thu mất rồi. Đưa mà bảo vừa mượn điện thoại nó gọi cho Hiếu Khánh lên toán à? Mượn điện thoại thằng công an ấy gọi. Chỉ khổ cái là nghĩ nhiều bây giờ ngủ thế. Trong đấy thì làm gì có sướng. Ăn uống thì thế là nó chưa đánh thôi, trời này nó đánh rồi thì khổ. Ăn uống không có công an không tốt thì ông ấy cho. Mày về rồi, có gì nào, xong đấy có gì nào, hỏi anh làm câu anh đỡ buồn. Trong đấy ăn uống thì có gì em nói vậy thôi. Con ngủ mê thì hợi thôi. Đồ ăn nó cho này, đồ ăn nó có, đồ ăn có một thằng công an nó lấy rồi em. Ở trong đấy nghĩ một, ở ngoài đấy nghĩ 10 đây. Trong đấy cũng phải nghĩ nhiều chứ. Đấy là bài học của mày ấy. Mất nhiều cái chứ. Nhà nó... Bài học gì ăn muốn như thế. Uống nước gì rồi, giờ vào trong đấy. Sáng một người thì đã gầy. Đấy có, vào đây phải ăn chứ không ăn làm sao có sức được. Thế là được rồi. Ăn uống vẫn đầy đủ mà. Anh em ở ngoài chỉ sợ mày với anh Hoàng ở trong ấy nghĩ nhiều không ăn được, cũng gầy thôi. Đầy đủ mà. Thế là tốt rồi. Qua xuống ngủ có chúng tôi có một ông công an ông tốt. Mai cũng một ông công an tốt. Thì xong việc thì lên nhà ông ấy chơi, nên thăm ông ấy biếu ông cái gì. Cố vãi lùi. Như anh Hoàng chắc mai ngày kia lấy hết lời khai nó cho về trò xử anh ấy. Mai, sao đang lấy lời khai đây. Ừ. Mai. Cho anh em về đi thôi. Thế là thôi anh đặt về đi anh. Về ở đây này. Mới về tắm rửa các thứ về đi. Về đi. Về đi. Bạn đèo nó về trước đi. Mai anh Hoàng về rồi. Anh không phải nghĩ đâu. Mai về thì anh em nói chuyện sau. Em chưa đủ tuổi nó không làm việc được. Bạn đèo Long về tắm rửa đi. Chưa anh Hiếu cho Long về đi anh. Được. Mấy hôm. Trong ơi em vẫn tắm được. Đi về tắm rửa thay quần áo đi xong rồi anh em mua gì về ăn. Với nhau một trận. Về mà tắm giặt đi. Về trước đi nào. Anh ở này, đều anh đặt về. Sao từ 1 đến bây giờ. Đã gần 1 tuần trời. Mai nó bảo nó thảo Hoàng phải không? Mai Hoàng về rồi. Về đi.